Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là hai con cái xin tơ. Hai con cái xin tơ nha các bạn. Đây con đầu tiên nè. Con này tầm 7 tháng tuổi nè các bạn. Rúng chiền. Đó, hay cái rúng hay tê người nha các bạn. Rúng chiền này yếm dài cui. Đó, sái tích nghiêm chỉnh nha các bạn. Không lan giá nha. Sái tích nghiêm chỉnh không lan giá nha. Chân móng sò kiền khú. Chân móng sò kiền khú. Lông đuôi một chùm. Con này cao mấy lẻ 6 bò các bạn, đo ngay giữa lưng cao mấy lẻ 6 nha. Đích thì cao mấy 1m12. Giá là 11 triệu 500 ngàn các bạn, 11 triệu 500 ngàn nha. Đây, xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh các bạn. Con này là xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh nè. Không lan giá chỗ nào hết các bạn. Xe mặt xe lưng nghiêm chỉnh, không lan giá, bạc gu. Đó, xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh, không lan giá, bạc gu nè. Chân móng đều hoàn thiện nè các bạn. Đó, chân móng đồ hoàn thiện, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh nè. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh các bạn. Đó, thấy đúng không? Không lan giá nha các bạn. Cao 1m06 bò, đít cao 1m12. Đó, bò tầm 7 tháng tuổi. Giá là 11 triệu 500 ngàn các bạn, 11 triệu 500 ngàn nha. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video nha. Xe mặt xe lưng nghiêm chỉnh, bạc gu, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó, quà đen cậy đuôi lớn, quà đen cậy đuôi lớn. Đó, rúng chiền yếm dài cui. Cao thì 1m06 bò, đít thì cao 1m12. Giá là 11 triệu 500 ngàn các bạn, 11 triệu 500 ngàn nha. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video nha. Đó, cái sinh tơ này mẫu đẹp nha các bạn. Thấy cái rúng nè. Chân móng kiền khú nè. Móng sò nè. Xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh, bạc gu nè. Đó, đo ngay giữa lưng á, là cao 1m06 nha các bạn. Đít thì cao 1m12. Không lan giá. Rúng chiền tầm 7 tháng tuổi. Giá là 11 triệu 500 ngàn các bạn. 11 triệu 500 ngàn nha. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Sải mặt sải lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Sải mặt sải lưng đồ nghiêm chỉnh hết. Chân móng sò nè các bạn ha. Đó, chân móng sò nè. Còn tiếp theo, sải tích nghiêm chỉnh đúng chiền luôn các bạn. Sải tích nghiêm chỉnh đúng chiền luôn nha. Con này cao 1m1 bò, đít thì cao 1m17. Giá là 13 triệu 500 ngàn các bạn. 13 triệu 500 ngàn nha. Cái sinh tơ tiếp theo con số 2 nha các bạn. Chân kiền khú, rúng chiền. Chân kiền khú, rúng chiền. Sải tích đồ nghiêm chỉnh, sải mặt, sải lưng đồ nghiêm chỉnh các bạn. Đó, sải mặt, sải lưng đồ nghiêm chỉnh nè. Đòn dài. Đòn dài nha các bạn. Đòn dài. Đó. Rúng nè, thấy cái rúng thấy tê người kìa. Lông đuôi một chùm, lưng thẳng. Sải mặt sải lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Quyền một màu. Cao 1m1 bò, đít cao 1m17. Giá là 13 triệu 500 ngàn các bạn. 13 triệu 500 ngàn nha. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video nha. Đó. Sải mặt sải lưng nghiêm chỉnh, bạc gu hết các bạn ha. Sải mặt sải lưng đồ nghiêm chỉnh, bạc gu hết. Cao 1m1 bò các bạn. Đòn cái dàn rúng nè. Chân móng nè, hoàn thiện hết các bạn. Đòn dài nè. Đó, chân móng đồ hoàn thiện hết, đòn dài nè các bạn. Đó. Rúng chiền yếm dài cui, chân móng sò kiền khú. Quyền một màu, không lan giá. 13 triệu 500 ngàn các bạn. 13 triệu 500 ngàn nha. Đó, chân kiền khú nè, móng sò nè các bạn không? Cày đuôi lớn nè. Cái center các bạn. Cao 1m1 bò, đít cao 1m17. Giá là 13 triệu 500 ngàn các bạn. 13 triệu 500 ngàn nha. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin báo giá lại là con cái center đang đứng trước mặt các bạn. Chủ báo giá là 13 triệu 500 ngàn. Cao 1m1 bò, đít thì cao 1m17.
Đó, sái tích đầu nghiêm chỉnh bạc gu không lan giá rúng chuyền chân móng sò giá là 13.500.000, còn còn lại thì chủ báo giá là 11.500.000 các bạn. Cao 1m6 bò, đít cao 1m12 cũng rúng chuyền luôn nha các bạn, tầm 7 tháng tuổi. Đó, giá là 11.500.000. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn cùng theo dõi video.